Ok. Và này là mình phải đi thu từng ký ốt một. Đây là rau bí Việt Nam, quê hương Việt Nam ơi, chúng tôi thèm cái này lắm. Cái này đắt hơn đùi gà rất nhiều, đùi gà bên này rẻ hơn cái này rất nhiều. Không phải bỏ tập sắp tay xuống của này là cái này thôi, đây 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 này, đây đây đấy, cái này là 100 đô 1 kg. Bơi ba lan mùa tiết tan chỉ có những người bán lẻ ở BKF như cô Giang mới được ăn, chúng tôi không bao giờ có tiền ăn cái loại này. Tay cái thằng này nghịch quá. Quỳnh vợ ra cầm hết tiền rồi. Đô cơ, phải đô la cơ. Ở nhà lại bán hết nhà bán cửa sang đây. Hoa hậu của sân vận động. Ôi giời. Biệt danh là Giang Ngân. Chúng mày nói thế. Nhà gần sân bay Nội Bài. Đã từng đưa nhiều người từ ở Việt Nam sang Ba Lan. Mỗi ngày kiếm được 500 đô thôi. Mỗi ngày anh kiếm được 500 đô. Anh đi đái đã hết 200. Ngồi cạnh anh cũng hỏa xoái của đàn sơ mi. Đây là thằng táng chó, thường gọi là táng chó. Em nó trông giống chó lắm, để nhìn kỹ mặt em đấy. Anh đang lên cơn ngẫn. Huy à, kéo ngẫn về này. Chạy cho mọi người cắn rồi. Xem cái gì mà xem, quay cái mặt của anh gửi về đây. Về ông già ông hỏi gì bảo mặt chó. Quay mẹ ơi.
Mày không dám ngửa mặt lên cho người yêu mày nhìn thấy à? Mày đừng ngửa mặt lên đó xem là camera. Mau à, tôi trông cho thì. Đi lên. Đi trông. Đi trông một tí. Tạ. Что será tu образ после? Да. Mày cũng dám ngẩng mặt lên cho người yêu mày nhìn rõ à? Mày lúc khác để tao cạo râu xong đã. Mày để tao cạo râu xong đã mày nhìn tao như... Cái mày gì đấy hả? Người yêu Huy đấy. Trường giả chưa? Ông với cả nhà biết đây là gì ông? Nghĩa là vợ hai của ông già nhá. Hai thằng đã nhắm cho ông già rồi. Đây là bộ mặt thật của dì. Dì rất là chăm chỉ chịu khó. Dì nghĩ là cuối năm nay dì sẽ gửi về cho bố rồi. Tầm khoảng 3.000 đô. Bố cứ yên tâm mà ăn dưỡng đi, bồi bổ sức khỏe đi. Cuối năm nay bà về phép bà vật. Mày nói thế về mẹ mày lại ghét. Ghét cũng được, ghét có hai thằng nó chịu. Con cái thế thì cho đi nuôi lớn cùng đi, nó đi kiếm gì cho bố nó? Kệ, không vấn đề gì cả. Cuối năm nay về giải quyết sau. Thì ngẩng mắt lên nhìn nó rõ cái. Còn đây là anh, giới thiệu cả nhà biết, người yêu của Huy. Chị có già một tí cũng được, nhưng mà coi như là vẫn được. Mỗi tội là chị giàu. Cuối năm nay ra tổ chức cho Huy. Anh cũng giả gước ngay. Ta chị thế nào mà biết tôi nick nick bên chơi cúp bò vala. Thế này quanh khỏi này. Anh thân mến. Mặt thứ to như con hến. Chú đi đâu mà lang thang xuống đây mà chú bán hàng cái gì thế này lại lên xem các hàng gì đấy. Chú quay ra đây cho xem nào. Thôi, mua cơ. Chiều này đi mua. Chiều đi, chiều cháu cũng đi đấy, cô đi không? Ừ. Ở nhà thay quần áo. Quay hết cái hàng này. Bên này. Bố mẹ chỉ đi ưu tiên về thể thao thôi à? Tôi đéo có cái đấy đâu ông ạ. Ông Lực nó đẩy, nó bảo đẩy cho ông kia nó kín. Nhìn theo mày đi ra. Này. Đi ra bảo. Này thưa em phải nghe. Dạ. Thằng mà bé đúng là mua của con liễu đấy. Nhưng giờ kệ mẹ cho nó bán nốt. Mình bán này cái sợ đâu. Bán 29 này. Ừ, chắc em bán là chắc là vậy. Chẻo đằng kia nó mới mua chứ không có đấy, bán cái kia thì nó mua của cháu rồi. Nó lại không mua mày nữa. Vâng. Hai kiện. Nhưng mà nó 5 kia kiếm 48 thôi. Ừ, cái ấy thì không cần thiết. Cái bán không nào thì được. Bỏ có 2 kiện. À, cô có dặn dò chúng nó gì thì dặn dò đi. Có dặn gì ở nhà học hành ngoan ngoãn. Cô chỉ toàn ăn đi. Chứ cái ăn đi. Nhìn mẹ mày đấy. Ăn má phẹ cái này. Chuẩn bị lên tạ rưỡi đến nơi rồi này. Thôi được rồi, vậy thôi. Ba vậy cho nó xem hình dáng của mẹ nó xem là chuẩn bị. Cô phải đi ra ngoài này chứ. Chuẩn bị lên chư chưa? Chị cho làm em rể chị đi. Dạ. Ngẩng mặt mày lên nó theo nào. Chị cho nhận làm em rể đi.
Cây hoa được 9 chỉ điểm. Có nào? Em gái chị cứ dâu. Cây hoa được 8 điểm, kém điểm. Nhưng mà tăng chân vận động. Thế như thằng nó ưa phát là thôi bước luôn. Ôi xin lỗi chị. Ra quay em. Đấy không dám đâu. Ra rạt. Chẳng biết tiếng chẳng kia coi sao nhiều bắt. Làm thế nào bây giờ làm thế? Đừng có này. Đây máy ảnh ở bên tú không? Làm mấy kia vậy? Này bên này. Đấy. Này phải. Cái này ở này. Cái này có ăn cay không? Dạ ngay ăn từ từ đi chứ. Có pin có còn đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Mấy đứa nó nhìn cho nó rõ rồi. Cho nó sướng. Cho nó sướng. Được rồi, ai lại ăn cất rồi, 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 rồi. Đi đấy, đi lốp ấy. À nhá, đi đấy thì nó thoải mái nhưng mà nó rách nắng to này. Táo này, táo này, táo này. Nắng to là phải đi sướng cơ. Táo đâu này? Được đó là đó mà. Đâu đấy. Vâng, nhìn này. Đang này muốn xem cái nóng rồi. Không, tôi ăn nó mát. Đó, mát là một, nó có hai ngồi ông nào ăn kiểu gì ăn thích. Vô đi. Nấu ăn nha. Quạt đi, quạt cái mẻ đi. Bây giờ có bột canh không? Nâng bây giờ lót nha, cho anh cho thang vào không hóa là lúc mặc đấy, thang là hơi đuổi rồi. Phải nhờ à, mỗi cầm đầu thôi anh dốc sang. Ủa anh chịu trách nhiệm. Đưa cái bật cái đèn thôi, bật cái đèn cho nó hai lần. Anh như nào cũng được anh. Chơi đấy anh à. Nó lại nó biết anh Bách ơi. Rồi. Anh Bách ơi. Cho xin tí điện thôi. Xin điện để phục vụ cho họp đồng hương. Nam Định mình đen nhỉ. Hoành đâu ra chụp cho mấy chị em. Chị thông cảm. Em chưa biết chụp ảnh. Thật đấy. Trời nào. Anh ơi, anh ơi. Ai nói mà điệu thì bánh gì đừng nướng nữa. Quay mặt lên cái xem nào. Cái vào đây này. Anh dùng cho này. Thích cái vào đây anh nhường cho trên này. Nguyên với tao qua cốc đỏ để mát. Nhà trưởng cửa bạc thật. Mùng bậy đây. Thế thế thôi mà. Chị không đói cả đi ăn một chút đâu. Mỗi thằng đứt ra thì nhà được không cho. Còn lấy một tay cơ. Mày ơi quay ra tí nào nhỉ. Quay. Mà quay mặt chó mày ra đây tao kiểu. Mày quay lại đi nào. Đấy nó chuẩn bị gửi về. Ôi trời ơi, chết rồi. Nguồn quá. Nguồn nhất thì lại mà. Gửi về cho người yêu chú đây. Chú quay đây xem nào. Đấy, tôi đấy. Chú quay vô tư. Chân chân tôi. Ngồi, tao miếng ngồi. Về cho ông Thành ông nhìn rõ xem là con dâu là như thế nào. Quay chân này. Tao bảo hộ đấy nó ăn tiền nhưng lại không chịu lột thế là gì. Quay chân nó quang nó đi chạy. Thằng nào bên kia? Kia muốn nộp mẹ nó. Nó bảo cãi nhau với cái thằng nào phiên dịch đi. Thằng nào nói điên nó mới nói với bọn đấy. À thế à? 15 triệu. Bao nhiêu? 15 triệu một người á? Vợ. Vợ. Cả vợ. Xong. Ba tháng còn giữ vào lâu nữa nhỉ? Vào nhau đấy. Là
15 triệu mà bọn nhiều người không hỏi luôn. Mới gặp nó từ bữa thì mẹ đéo, mẹ chả làm đéo được. Được lâu lắm rồi đấy. Một nửa người. Một nửa đấy này, tội gì mà phải khổ thế? Đức hôm nay mẹ thả mẹ bán đội thảo. Mày thả mẹ quả ấy là gì quá? Thôi lỗ quá. Cái này bỏ bánh mì này. Dừng mất 50 xu. Bài kích quá. Kẻ vào đây này. Đội Nam Định là cực kỳ nhiệt tình rồi, anh em mới ra đá nốt ở trận này vì tất cả mọi người bị đau rồi mà bây giờ vẫn còn ra đá. Vâng. Vâng. Đầu tiên em đá như thế anh cứ bảo đấy em cũng kèm. Em kèm quá nhỉ. Em dầm dầm ấy hả? Quay đây rồi. Đấy. Này gửi về. Thả 81 đúng không? 81 đó cứ vào rồi. Thứ mẹ tặng thắng thả vào chứ còn thắng thắng với hai người. Nó không khôn. Thế thì mẹ mày đá khéo nha thì có phải là cứ bốn thằng ở giữa truyền ngang cho nhau. Thế để nó cứ hổ bóng vào thua. Thì việc đéo là mình đéo phải chơi thay ai. Thế mình cứ bóng là đặt quả bóng vào chân cho nó. Nhưng mà hôm nào rồi. Nó mới trẻ. Cứ cầm quả bóng tâm vào đầu, tâm vào đầu, tâm vào đầu. Bóng tâm trắng, xấu hổ nữa. Các thủ môn kia không thấy động đậy gì. Hôm nay thì mắt kém mới phải đánh nhầm kính. Nam nó về đang định kính Nam nó về đâu. Anh ăn đi. Hôm nay nãy mà cái cho vui ăn không? Bảo bánh mì thì không ăn bánh mì. Ông Phương này, cô nghe thấy ông Thành bảo đội Nam Định phải đá tử tế không? Ông mới bắt đá lại nhờ? Lúc đấy ai cho phép ông đá lại? Thì ông mới nói to nhờ. Ông bảo là không có người đá nữa, lần sau bỏ cuộc. Bỏ cuộc thì còn hiệu số, còn thắng, còn thua, còn ông bảo là Nam Định phải đá tử tế không? Tôi bắt lại đá lại trận đấu này. Ông Giang về rồi. Lượng đừng về khoe lung tung nhá. Chú anh làm gì đây? Mày sáng anh cho đi nhá. Chấm được chắc. Bé là nhiều quá. Ngọt quá đúng không? Nhưng mà nhiều quá đúng không? Cho anh cái xương. Không kịp với không nhiều. Thời gian 9 rưỡi là về rồi. Đau như này. Mình từ nãy giờ chưa được nhón cái nào rồi. Đây là đang nói nhiều quá là chưa đợi được miếng nào đây. Không đứng cứ. Như là đá quả mạnh quá chịu. Đá bên cạnh này không ăn kịp. Tao nói cái thằng co lạ nhá, về phải kỷ luật mày. Ê, xem hôn Nam Định cái gì đấy. Co lạ mày phải về bắt con, cứ chạy nó ngục ngục chứ thì đạo. Thì tuyên anh vừa bảo vợ anh toàn bánh mì đây em ơi. Anh ra tay với anh toàn bánh mì đây. Khổ thế. Quá ra màn anh đi tây về bánh mì. Hôm nay cậu có nhìn thấy cô. Cuối cùng cháu mới nhìn thấy. Mất dạy này, đưa ra. Cháu chăm cho ông ngay. Duy đang nấp ở sau Quỳnh. Duy đang nấp ở sau Quỳnh, Duy mà. Chào nào anh Quỳnh. Vợ ông Tao ấy, ở nhà anh có vợ rồi đấy. Tao đấy. Cảm ơn anh em nhá, về nhá. Chú ở lại chơi tí về chú ơi. Em cầm giờ cho bố em. Thành đang ngồi kia sao nhỉ? Thành mày được quay nhiều người chứ quay một mình nó làm cái đéo gì mà nên ăn nó cứ thế mà quay. Thế là cắt mẹ cái đoạn đi mà. Mày ơi. Phí băng. Mày đứng đây mày còn gặp mày quay anh Đức. Trời. Tắt điện đi à? Táo mới lên này. Đây này, táo mới lên, đưa chuột này. Gôn anh trời tất. Trừ một thằng nào cả. Không nào ăn à? Mày à? Có để đấy. Táo đưa chuột con thảo. Chép con thảo ơi. Mày ép vào tôi đau chân. Để. Anh Tây này.
Mày nghĩ ăn cầm này về nhà ông già mà cũng chửi à? Nhiều hơn nhiều. Hải Dương. Hải Dương bây giờ mấy điểm chưa? Bằng nhau bằng điểm rồi. Bằng điểm đúng không? Bây giờ nó chỉ trông vòng và là thằng nếu như thằng sân vận động nó mà hòa thì nó sẽ vào. Sân vận động mà hòa thì cơ sân vận động vào lại khó hơn. Sân vận động phải thắng. Phải thắng. Thì là nó lại đầu bảng cơ. Nó lại vào đường hoàng cơ. Làm sao thằng sinh viên nó thằng